Vâng, Điện tử âm thanh bãi Minh Quý xin chào các bác. Em hôm nay trở lại review cho các bác một em Boston Audio BA1125A. Lời đầu tiên cho Minh Quý gửi lời chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn. Anh chị em nào muốn sở hữu chiếc âm ly này thì xem hết video em sẽ báo giá chi tiết để các bác nắm được trong tình trạng của con máy này. Và các bác sở hữu có đồng tiền để sắm cho mình một con máy karaoke với gia đình trong phân khúc cực kỳ là chất lượng và cực kỳ là giá thành hợp lý nhé. Sau đây xin mời các bác trở lại xem review ngoại thất thì em mời các bác nghe một đoạn nhạc nhé. Sau đây em mở nhạc. Vâng, dưa le của em nó đóng. Sau đây em mở nhạc trên TV này. Mời các bác nghe nhạc và chiêm ngưỡng phần ngoại thất của em nó. Các bác nghe có hay không? Quá hay đúng không? Phải nói cực kỳ là hay các bạn. Trước tiên các bạn vào ngắm nhìn về phần ngoại thất của em nó. Rất đẹp nha. Đây là đầu hồi bên phải này các bác này. Và bên này là đầu hồi bên trái. Nói chung là em này có độ đẹp trên 90% các bác nhá. Nói về mặt tiền của em này thì khỏi phải chê, khỏi phải bàn các bác nhá. Rất đẹp. Em cho nhạc nhỏ đi cái. Rất hay các bác nhá. Đèn của em này nên rất cân này. Hai vế nhá. Mời các bác chiêm ngưỡng phần nội ngoại thất bên trước của em nó là Boston Audio 1125A. Em này sở hữu là hai đường mic này, echo này, music này, bên này master tổng này các bác nhá. Rất hay. Sau đây mời các bác về đằng sau lưng của em nó. Em đang kết nối với hai chiếc loa bass 25, côn 51. Nói sơ lược về chiếc âm ly này thì em này có hai dòng điện 110 và 220V AC các bác nhá. Công suất của em này là 480W và em đánh ra loa là em này là đánh ra loa là 400W các bác nhá. Ra loa là 400W. Em này là đánh loa trở kháng là từ 4 ohm trở lên các bác nhá. Và đây em đang ghép đôi loa bass 25 này, côn 51 đánh vô tư các bác nhá. Các bác về cứ chơi cho em là hai đôi loa chẳng hạn là hai đôi loa bass 20 hoặc một đôi bass 25. Chiếc âm ly này đánh rất tốt. Và đây chứ các cái cầu chữ U của em nó này. Có cổng A, cổng B là kết nối trên TV xuống này. Còn bên này là đường line, đường jack và đường mic là đường ra của em nó nhá các bác nhá. Boston Audio BA1125A. Rất đẹp. Mời các bác trở lại về phần nội thất. Đây trên nóc lưng của em nó đây. Nóc lưng của em này khá đẹp nhá. Boston Audio BA BL này. Đây gọi là bẩn thôi chứ con nhá. Không ảnh hưởng gì. Máy còn rất đẹp. Đây, xin mời các bác ngắm nhìn em nó. Một tăng phô nguồn hàn này. Em này chạy tại 4 sò Toshiba lớn này. Đây là hai sò bên phải này. Bao zin này. Và bên này là hai sò bên trái này. Các bác nhìn nhá, sò bên trái của em nó. Trên vỉ máy của em này là đều có chữ KB.
Và em này là chạy vỉ máy là BA2335A các bác nhá. Em này là chạy tụ 63V 10.000. Thế cho nên là em đánh rất khỏe các bác nhá. Đây chữ KB trên máy này. Các cái chạm này của em này là đều bằng đồng hết nhá. Đây có mạch bảo vệ loa chống quá tải, rất chất các bác nhá. Máy bao đẹp đúng không bác? Bao gì? Em này máy cực kỳ chất các bác nhá. Vỉ màu vàng còn rất đẹp. Rồi còn về phần đằng mạch rể của em nó đây. Nói chung là dòng em này là chạy 4IC, vỉ mic chạy 4IC. Đấy. Và vỉ máy của em nó chạy là PA2335A 203 này. Bao tất cả cho các bác là vỉ máy đều zin hết và chất áp còn rất đẹp. Nói chung là vang nhạc của em này thì khỏi phải bàn đấy. Vâng, sau đây em trở lại về phần test nhé. Rất hay các bác nhá. Vâng, em xin dừng nhạc và em test mic để các bác nghe nhé. Máy không sôi, không ù xì. Sau đây mời các bác nghe về micro. 1 2 4 6 7 mic 1 ok các bác nhá. Sau đây xuống mic mic 2 này. Cực kỳ là chất. Đấy, một lần nữa anh chị em nào muốn sở hữu chiếc Omni này thì liên hệ với em nhá. Giá em báo chi tiết con máy này 2.300.000 các bác nhá. Các bác nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship các bác toàn quốc, còn các bác không chuyển khoản đủ thì em các bác cọc cho em 500.000, em gửi máy đến đúng con máy trên kênh em quay thì các bác gửi tiền bên shipper bưu điện giúp em nhá. 2.300.000. Các bác chuyển khoản đủ em bao ship. Đấy. Cuối cùng thì lại mời các bác nghe nhạc. Đấy, sau đây xin mời các bác nhé.